sao? Ra cho con chút xíu á. Cài nó đi. Dạ. Nó, cái máy bên kia nó có vấn đề. Nam mô Bích Thai. Dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ thay mặt Thiên Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Diệu Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Diệu Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã hoan hỷ mở room và cho nghe bài pháp của sư Toại Khanh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt dẫn điều họp chương trình ông bài ngày hôm nay. Dạ, mấy con nó có chút lưu bu nên con xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy tin dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trận Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp qua 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập a đám mưa lành rơi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng quý quý vị có mặt tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cũng như cảm ơn cô Rạng Đông.
hôm nay bắt đầu vào cái lớp diễn đàn chúng ngoặc là 7 giờ, nhưng mà hiện tại thì thành viên tham gia không biết là hôm nay có trục trặc gì hay không, thì thấy số lượng người tham gia hôm nay có phần ít hơn những ngày qua. Thì hy vọng rằng một chút xíu nữa thì trong khi chúng ta ôn bài thì những thành viên khác sẽ tham gia vào sau. Và cách thức thì ngày hôm nay Chủ nhật này chúng ta không có giảng pháp cú, mà thay vào đó là chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần những cái bài kinh pháp cú, những cái câu kệ pháp cú mà đã được các giảng sư giảng rồi, trình bày rồi. Và ngày cuối tuần thì chúng ta chỉ ôn tập đọc lại câu kệ ngôn pháp cú Pali và tiếng Việt bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, và thêm đó là phần tóm tắt duyên sự. Và cái phần tóm tắt duyên sự này Tịnh Đạt có gửi cái đường link cho trên cái trang chính pháp cú kinh đó. Quý vị nào có máy tính hay là có thể nào đăng nhập truy nhập vào đường link để mà chúng ta thấy được những cái bài tóm tắt. Dạ, để bắt đầu cho buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, chúng con xin kinh tụng cung tỉnh chư tăng và mời toàn thể quý vị chúng ta đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sokkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Giá một lần nữa Tịnh Đạt chúng con xin kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay là ngày ôn tập cuối tuần, và kỳ ôn tập cuối tuần này thì chúng ta tiếp tục ôn tập phẩm 3. Ôn tập phẩm 3. Hôm trước thì chúng ta cũng tuần trước thì chúng ta ôn tập cũng là phẩm 3, bắt đầu từ câu 33 đến câu 37. Và hôm nay thì kỳ này chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục từ câu 38 cho đến hết phẩm 3 là câu 43. Dạ, câu 38 đến câu 43. Và trong cái phẩm, trong cái từ câu 38 đến câu 43 thì chúng ta có, chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái duyên sự. Do là câu 38 và câu 39 có cùng một duyên sự, câu 40 có một cái duyên sự, câu 41 có một duyên sự riêng, câu 42 có một duyên sự riêng, và câu 43 có một điều riêng. Thì một chút lát nữa bà con chúng lên để mà cùng nhau ôn tập đó, thì chúng ta sau khi đọc phần Pali, phần tiếng Việt thì chúng ta đọc luôn cái phần tóm tắt duyên sự của năm cái duyên sự này. Và bây giờ thì để bắt đầu thì Tịnh Đạt sẽ cùng với lại các tăng sinh ở chùa sẽ đọc lại ôn tập
từ câu 38 đến câu 43 trong phẩm 3. Và tất cả quý vị có chuẩn bị bài ở trước máy hay là tài liệu có sẵn thì chúng ta cùng nhau để mà dò theo hoặc là đọc theo. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Phẩm 3 là phẩm Chitta Vakka, phẩm tâm. Dạ. Chitta Vakka, phẩm tâm, câu số 38. Anavatthita cittassa sadhammang avijjanato pariplavapasadassa banyana paripurati. Anavatthita cittassa sadhammang avijjanato pariplavapasadassa banyana paripurati. Câu 39. Anavasuta cittassa ananvang hata cittaso bunya papa bahinasa nati jagato payang. Anavasuta cittassa ananvang hata cittaso bunya papa bahinasa nati jagarato phayam. Câu 40. Kumphu pamang kayami mang viditoa nagarupa mang chit nagarupa mang chitami dang thabe toa yote tamarang banya vuthena chitan charakhe avivesayo siya. Cùng phụ ba mạng ca yam y mạng quy đi tòa na ga ru ba mạng chi ta mi đăng tha bê tòa yô thê tha ma răng ban nhau thê na chi tan cha ra khê an y quê sa nô si ya. Câu 41. A chi răng vá ta yang ca yô bata vinati sesati chutho abeta vinyano nirathang vakalingkarang ajirang vatayankayo bata vinati sesati chutho abeta vinyano nirathang vakalingkarang. Câu 42. Đi sô đi sang dặn tăng ca di ra vệ ri hoa ba na vệ ri năng minh cha ba ni hi tăng chiết tăng ba bi yô năng ta tô ca rê. Đi sô đi dặn tăng ca di ra vệ ri hoa ba na vệ ri năng minh cha ba ni hi tăng chiết tăng ba pi yo nang ta to ca ri. Câu 43. Na tang ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nya ta ca sam ma ba ni hi tang chi tang say ya so nang ta to ca ri. Na tang ma ta bi ta ca di ra anye wa bijanya taka sama panihitang cittang saya so nang tato kare sa thu. Tiếp theo là phần Việt ngữ của bản dịch ngài Hòa thượng Minh Châu, câu 38. Ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Câu 39. Tâm không đầy tràn dục,
tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi, tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Câu 40. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Câu 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Câu 42. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Câu 43. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Dạ, như vậy là bước đầu tiên chúng ta cùng nhau ôn tập đọc lại phần Pali và nghĩa Việt của 6 câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm 3 từ câu 38 đến câu 43. Bây giờ đến lượt bước kế tiếp, đó là mời quý vị đang có mặt ở pháp cú kinh, chúng ta giơ tay để mà đọc lại một cái câu kệ, chỉ một câu thôi, Pali Việt. Nếu được thì cái quý vị cũng ngâm kệ câu Pali đó và kèm theo là phần duyên sự. Không biết cái phần duyên sự các vị có truy cập được trang web chưa? Nếu không thì Tịnh Đạt sẽ copy từng đoạn để cho quý vị có thể nhìn thấy được. Có vị nào giúp được cái việc này hay không, hay là ví dụ như là câu 38 và câu 39 thì chúng ta có cái duyên sự như thế này. Cô Tina chưa mở được hả? Dạ, vậy là sẽ... Dạ, mời cô Nhật Quỳnh cầm mic nha. Dạ, sư xin nhúc xuống mic. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt cũng như Chư Tăng ở chùa Tứ Phương Tăng đã cùng chúng con ôn bài ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, sư có thể lên ôm câu nào mà sư hoan hỷ thì con cung thỉnh bàn thai của sư Tuệ Đức ạ. Rồi sau đó chúng con xin mời quý vị, tất cả quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để ôm bài nào thì tùy quý vị ạ. Dạ, sa thú con kính dâng mình đến sư Tuệ Đức ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài phẩm 3, Kinh Pháp Cú, câu 38 và 39 ạ.
vì câu 38 và 39 này nói chung một duyên sự, cho nên con xin ôn hai câu 38 và 39 nha. Anavat thitacittassa sattammang avicca nato parip lavapassa tassa banya naparipu rati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Câu 39. Anavat thitacittassa Ananwa hatache taso punyapa papahi nasa natica garato phayang. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Và hai câu này thì có chung một duyên sự. Xin lỗi. Hai câu này Đức Thế Tôn thuyết lên khi ngài ngự ở tại Chetavana kỳ viên, đề cập đến đại đức Cittasattha phục tâm, một thời khu thờ Đức Phật sáu lần xả giới hoàn tục vì dục vọng. Các thầy tỳ khu gọi thầy là Cittasattha, có nghĩa là người bị tâm sai ở. Lần thứ bảy xuất gia vì trông thấy cảnh tượng người vợ đang nằm ngủ không kín đáo. Lần này vị ấy đắc đạo quả. Đức Phật dạy câu chuyện trên để nói về hai trình độ trong một con người. Và con xin kệ câu số 38. Anavatita cittassa sattammang avicchanato bare plava massa dasa banyana paripurati. Anavatita cittassa sattammang avicchanato pare plava massa dasa banya paripurati. Và con xin kệ câu 39. Anava sutacittassa ananva hatacetaso punyapa papahinasa nati ca garato phayang. Anava sutacittassa ananva hatacetaso punyapa papahinasa nati cha garato phayang. Dạ con xin hết, con xin xuống mít. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú thành kính tri ân đại đức tuệ đức, còn kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Còn kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Còn kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Còn kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin chọn câu 40. Sau đây con xin đọc Bali và Việt. Cùng phù ba mặn ca gia mi mặn quy đi tòa na ga ru ba mặn chích ta mi đằng tha bê tòa vô thề tha ma răng bệnh nhà vô thề na chi tần cha rắc khê a ni quê sa nội sĩ già.
cùng phụ ba măng ca giá mi măng quy đi tòa na ga ru ba măng chích ta mi đằng tha bề tòa vô thề tha ma răng bành nhà vô thề na chi tần cha rắc khề ani huệ sa nô si già biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì chống ma dưới gôn trí giữ chiến thắng không tham bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc duyên sự. Một nhóm tỳ khu vào rừng hành thiền bị những phi nhân quấy nhiễu, họ trở về bạch Phật những khó khăn gặp phải. Đức Thế Tôn truyền dạy kinh Từ Mẫn cho những vị này tụng đọc hàng ngày. Nhờ vậy đời sống của các thầy được an ổn hành đạo. Một hôm, trong lúc tất cả đang tận lực khai triển thiền quán, thì Đức Điều Ngự Phóng Quang truyền dạy kệ ngôn này. Nghe được tất cả đều chứng chánh trí giải thoát. Dạ thưa hết. Dạ, kính mời bàn tay quý vị tiếp theo. Dạ, cô Cẩm Vân chọn câu 31. Kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm. Dạ, con xin đọc ôn câu 41. Á chi răng quá ta dằn ca dô ba tháo viên á thí xét xá tí chút thô á bê tá quỳnh nhà nô ní rác thăng quá ca linh gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một vị trưởng lão tên là Thê Rá Tiết Xá ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng ngài bị đau đớn phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần, sau đó những mụn nhọt vỡ ra hoàn toàn thân ngài lở loét, y của ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi ngài là Phu Tí Gá Tá Tiết Xá, toàn thân hôi thối. Họ đã bỏ rơi ngài, thậm chí những người học trò của ngài cũng bỏ rơi ngài, không ai muốn đến gần ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của ngài, thấy ngài sắp chết, nhưng ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán ngay trong sau đó. Do đó Đức Phật đã đến nhà biết nơi trưởng lão Thê Rá Tiết Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tiết Xá ra. Những vị tăng khác cũng vào phụ Đức Phật khiêng trưởng lão Tiết Xá. Họ đã khiêng Tiết Xá đến nhà bếp và tắm cho Tiết Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của ngài Tiết Xá khỏe khoắn và tâm an tĩnh. Tiết Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Dạ, con đã đọc hết. Dạ, mến mời bàn tay kế tiếp. Dạ, mến mời huynh Quách Á Na, xích quân tịnh nha, xích Tina nữa.
Dạ, mến mời. Con kính đảnh lễ Văn Lôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 41. Ajiram vatayam khayo phathawin ati sinsati junto ape tawinyano nirathang vakalingarang. Không bao lâu, thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vấp bỏ, vô thức, như khúc cây vô dụng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A-chi-răn quá ta nhắn tha yô pa tha vi na thi sen sa thi chun tho a pe ta vi nha no ni ran thăng quá kha linh ga lăng. Một vị trưởng lão tên là Thera Thích Xá, Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng Ngài bị đớn đau phiền não vì một căn bệnh, những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó những mụn nhọt vỡ ra, toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám, những vị đồng tu gọi Ngài là Phu-thi-ca-ta Thích Xá, toàn thân hôi thối. Họ đã bỏ rơi Ngài, thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài, không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Ngay sau đó, do đó, Đức Phật đã đến nhà bếp, nơi trưởng lão Thera Thích Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Thích Xá ra. Những vị chư tăng khác cũng vào phụ Đức Phật khiêng trưởng lão Thích Xá. Họ đã khiêng Thích Xá đến nhà bếp tắm cho Thích Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Thích Xá khỏe khoắn và tâm an tĩnh. Thích Xá phát triển thiền định, Đức Phật bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Dạ, con kính tri ân quý sư với cô tu nữ và đạo tràng. Con xin kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đà, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đầu tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép chọn câu số 41. Dạ, con xin phép đọc. A chi rằng quá ta dằng cà dơ quá tháo quỳnh a thi xét sa ti chút thô a bê ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá ca linh gà ràn tí. 41. Dạ. À, con xin. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A chi rằng ta dạng ca dô ba tha quên a thi xe sa ti chút thô a bê ta quên nhà nô ni ra thăng qua ca linh ga ran ti. Một vị trưởng lão tên là Thera Thích Xá, Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng Ngài bị đau đớn phiền não vì một căn bệnh, những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Vậy hết rồi phải không thưa cô? Sau đó, những mụn nhọt vỡ ra, toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Phu-thi-ca-ta Thích Xá, toàn thân hôi thối.
Họ đã bỏ rơi Ngài, thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài. Không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán ngay sau đó. Do đó Đức Phật đã đến nhà bếp với trưởng lão Thera Tích Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tích Xá ra. Những vị tăng khác cũng vào phụ Đức Phật khiêng trưởng lão Tích Xá. Họ đã khiêng Tích Xá đến nhà bếp, tắm cho Tích Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Tích Xá khỏe khoắn và tâm an tĩnh. Tích Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Dạ, sa thú, dạ con thành kính tri ân đạo tràng. Dạ, con kính mời cô Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thủ, sa thủ. Dạ con Từ Mẫn, con thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý sư, quý chư tôn đức tăng ni, quý hộ pháp, quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin kệ bài câu 40. Để con chỉnh cái máy. Dạ xin đạo tràng, con nghe được tín hiệu, cho con xin tín hiệu cho con chắc chắn có nghe được không? Dạ xa thủ, xa thủ. Để con kéo bài xuống, con đọc bài câu 40. Yeah, right here. Con có rồi. Cung phù ba măng ca dạ mi măng vi đi tòa. Na ra rù ba măng chi ta mi đăng tha bê tòa. Dô thề na ma răng bàn nhà dư thề na. Chi tàn cha rắc khề a vi vệ a ni vệ sa nô si dạ. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ trắng không tham. Hòa thượng Thích Minh Châu. Cùng phủ ba măng, cà gia mi măng, quy tín toa. Na ra ru ba măng, chitta mi đăng tha bên tòa. Dù thế tham ma răng, bàn nhà dù thế na. Chitta cha răng khê, ani quê sa nô si ya. Cùm phủ ba măng, cà giá mi măng, quy đinh toa, na ra ru ba măng, chịt tăng mi đăng tha bên toa. Dù thể tha ma răng, bành nhà dư thế na. Chi tan cha rắc khê, ani quê sa nô si ya.
cùng phu ba măng cả gia mi măng quy định toa na ra ru ba chít ta mi đằng tha bên toa vô thê tha ma răng bản nha du thê na chỉ tan cha rắc khê ani quê sa nô si ya. Một hôm, một nhóm tỳ khưu vào rừng hành thiền bị những phi nhân quấy nhiễu. Họ trở về bạch Phật với những khó khăn gặp phải Đức Thế Tôn. Gặp phải Đức Thế Tôn truyền dạy kinh Từ Mẫn. Do những vị này tụng đọc hàng ngày, nhờ vậy đời sống của các thầy được an ổn, hành đạo. Một hôm, trong lúc tất cả đang tận lực khai triển thiền quán, thì Đức Điều Ngữ Không Quan truyền dạy kệ ngôn này, nghe được tất cả đều chứng chánh trí giải thoát. Dạ hết. Dạ con xin thành kính tri ân quý sư quý đạo tràng. Dạ con xin xuống mít. Dạ kính mời chư vị kế tiếp ạ. Nam mô Bức Hà Giá. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính bánh lỡ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính chào quý cô chú cùng quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, cho con được đọc câu 39. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Anavat sut, Anavat suta chittasa, Anan và hatache taso, Bunya ba bap ba hi natsa, Nati cha ya rato phá dần. Anavatsuta chittasa anan và hatache taso bunya ba 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 hi natsa natthicha yarato pha dần. Để cho con đọc lại một lần nữa. Anavatsuta chitta anan và hatache chê ta sô bùn nhà bà ba ba hì nát xá nát thi chà gá rá tô phá dân. Tâm không bị dục diễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kể tỉnh không sợ hãi. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dạy cho con kể. Anavasu tam chi tam sa Ananvaha ta chê ta sô Bùn nhà ta ba bà hi nát sa Nát thi cha cha ra tô pha dân Anavasu ta chi tam sa Ananvaha ta chê ta sô bùn nhà ba ba bà hi nát xa nát thi cha ga ra tô pha văn. Dạ, đây là duyên sự câu 38 và 39 của một vị tỳ khưu thời Phật sáu lần xả giới hoàn tục vì dục vọng. Các thầy tỳ khưu gọi thầy là Chitta Hấp Thá, có nghĩa là người bị tâm sai sử. Lần thứ bảy xuất gia vì trong thấy cảnh tượng người vợ đang ngủ không kín đáo,
lần này vị ấy đắc đạo nhưng đắc đạo chứng quả. Đức Phật dạy câu chuyện trên để nói về hai trình độ trong một con người. Dạ hết ạ. Đây 19 nữa. Cũng vậy. Dạ con đã đọc và kể xong. Dạ con xin dâng biết lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú. Dạ sa thú kính cảm ơn sức trần phụng. Dạ nam mô Bích Tha giá. Dạ cảm ơn rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn trần phụng. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư trung đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ xin thành kỷ mời có thể. Dạ con tri ân sư có thể cầm mic được không ạ? Cảm ơn từ mẫn. Thành kỷ mời có thể cầm mic được không? Còn vị nào chưa ôn bài không có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, trong khi chờ đợi để đạo tràng không trống vắng, dạ con xin được ôn bài 41. Dạ, con rất thích cái câu này, nên con xin phép được ôn bài 41. Mặc dù câu này rất nhiều người ôn, nhưng mà con rất là thích, nên con xin được ôn bài. Dạ bây giờ thì con xin được con bị phân tâm một chút xíu. Dạ do cái lớp học của Thái Thâm Má hôm nay có một chút trục trặc về giảng sư nên con rất là phân tâm. Dạ bây giờ thì con xin được ăn bài ạ. Achirang Vatayang Kaya Vatavin Athiset Chantichut Tho Abe Tavun Nha Nho Nirak Thang Vatalin Garang A chi rằng quá ta dằn cà dơ quá ta quyền a thi xét. Dạ, con xin xem hết. A chi rằng quá ta dằn cà dơ quá ta quyền a thi xét. Ta chi chút thơ a bề tập quỳnh nhà nơ đi rách thằng quá ca linh gá rằng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất vì bất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin kể trước, trước khi con đọc phần từ vựng ạ, đọc thần duyên sự ạ. A chi răng ca ta giang ca dơ ba tha quên na ti sa sa ti chuột thổ a bê ta quỳnh nhà nô ni ra thăng qua ca linh ca răng a chị răng qua ta giang ca dơ ba tha quỳnh na ti sét sa ti chuột thổ a bê ta quỳnh nhà nô ni ra thăng qua ca linh ca răng. Dạ cảm ơn đặng đồng. Dạ con xin được đọc duyên sự. Một vị trưởng lão tên là Thê Đắc Tích Xá, Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng Ngài bị đớn đau phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó những mụn nhọt vỡ ra, toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Hù Tiết Tá Tích Xá, toàn thân hôi thối. Họ đã bỏ rơi Ngài, thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài. Không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán ngay sau đó.
Do đó Đức Phật đã đến nhà bếp nơi trưởng lão Thê Ra Tích Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tích Xá ra. Những vị tăng khác cũng vào phủ Đức Phật khiêng trưởng lão Tích Xá. Họ đã khiêng Tích Xá đến nhà bếp, tắm cho Tích Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Tích Xá khỏe khoắn và tâm an tịnh. Tích Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, duyên sự đến đây cũng đã chấm dứt. Dạ, cho con trả cái vị đây một cái. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con rất thích bài này. Khi con đọc bài này thì dạ, Như Quỳnh thấy chư tình đạt té rồi. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Dạ, con rất thích bài này. Tại vì khi con đọc bài này thì con chiêm nghiệm rằng thân này sẽ như vậy. Như dạ, con thấy đã được tình đạt vào đạo tràng rồi ạ. Dạ, con xin tiếp tục nói ý nghĩ của con. Tại con không có thấy cái bàn tay vị nào đưa lên, nên con xin phép được nói cái ý nghĩ con tại sao con thích bài này. Dạ, khi con đọc bài này và con chiêm nghiệm bản thân mình thì sau này cũng như vậy thôi, cũng như những khúc cây vô dụng. Mà những khúc cây này chẳng những nó không được tốt mà nó lại còn là cây mục nữa. Nên con rất là thích câu này. Và con tự nhắc nhở mình, nếu mình không đời này kiếp này mình đã gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn, nếu mình không tu tập theo lời dạy của Ngài thì mình sẽ tạo nhiều ác nghiệp. Mình cũng có thể đã từng làm những việc này như Ngài Tích Xá. Nhưng bây giờ mình đã gặp được giáo pháp Đức Thế Tôn thì con nguyện trong lòng rằng mình thật sự rất là cố gắng, rất là nhắc nhở tâm mình để đừng phạm phải những cái lỗi lầm như vậy. Dạ, con kính tri ơn chư Tôn Đức và Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con thấy sư Tịnh Đạt đã vào đạo tràng. Con cũng thỉnh sư ạ, con kính dâng mít đến sư. Lành xa thú xa. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn Sang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, tiên với ca thuộc của gần chưa. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Tịnh Đạt muốn nói là cái thời gian tạng pháp cứu kinh thì thường xuyên là các vị giảng sẽ là cái người nói nhiều ở trong diễn, vì sẽ ngồi lắng nghe và thật sự ra cái buổi ông là Đạt lắng nghe là
tất cả quý vị. Qua những cái thông bài là để bà quan ôn tại đà quý thầy rằng cho tại đây một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân chư tăng và thành kính tri ân tất cả quý vị đã tham gia buổi ôn tập cuối tuần này, và công đức ngày hôm nay xin dâng đến chư thiên chư tần hộ pháp các ngài quan hỷ hộ trì hộ độ cho toàn thể quý vị, toàn thể những thành viên ở trong Pháp Cú Kinh được sự an lạc, và cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn. Buddha sa sa năng chi răng thích tha tú. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn để hồi hướng. Và sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã cho chúng con được ôn bài ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho thân chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước ban cho đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đạt, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức, đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sẵn ti quý hạ ra hoa si ni. Thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ca ron te tha vi ha ra mang da le the ra chấp cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca da na pa ti u sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sapana puta sukita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa sam se da cha ta athavo papatika niya ni kang thamma wa rang batit cha te sabbe pi dukkha sakarantu sankhayang Tha tu chi răng xa tăng thẩm mô, thẩm ma tha ra cha bút ga la, sang khô hô tu sa mắc vô qua. A tha ya cha hi ta ya cha, âm hê rát khan tu sắc thẩm mô, sắp bê pi thẩm ma cha ri nô, vô tìm sâm ba, phu này ya ma, thẩm ma ri ya ba vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng,
Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.